Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Hai tay lạy bốn phương trời, đổi đời mua bạc mua vàng về đeo, thất nghiệp chả sợ treo leo, làm ăn tấn tới để xa cái nghèo, một mình chèo lái mái thuyền, năm nay quyết chí đứng tên sang giàu. Tiết lộ sự thật cuộc đời tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, số mệnh giàu sang, đắc tài phú quý, giàu như vũ bão, đúng 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, ai mà không mong mỏi mình sẽ có được cuộc sống đầy đủ điều kiện, vật chất, tiền tiêu thả ga, ấm no sung túc. Tuy nhiên thực tế thì không phải ai cũng được ơn trên ban cho may mắn gặp được quý nhân, vượt qua hoàn cảnh một cách dễ dàng. Có những người đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng bế tắc không lối thoát. Nhiều người tin rằng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không ai có thể biết trước được việc gì, chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực cố gắng thì chắc chắn sẽ gặp được con đường tươi sáng phía trước. Đặc biệt sau khi quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh cũng như vận trình lưu niên thì con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2024 tới đây sẽ bước sang tuổi 66. Với vận trình hanh thông, được các tinh và quý nhân trợ vận, may mắn liên tiếp kéo đến, sự nghiệp và tài vận thăng hoa, làm ăn phát đạt, thành công đại lợi. Vậy trong 6 tháng đầu năm 2024 có được coi là khổ tận cam lai mà được ơn trên soi đường chỉ lối, ban cho nhiều cơ hội đổi vận phát tài, thoát khỏi nợ nần hay không, làm cách nào để hóa hung thành cát, biến năm 2024 là một năm tài lộc sum suê, tiền vàng nhét chật két. Tất cả những điều đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay trên kênh Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Quý vị thân mến, thời thế đang thay đổi và chúng ta cũng vậy. Chỉ là thời thế đang thay đổi quá nhanh và việc đẩy nhanh tốc độ là một chiến lược cần thiết đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, đối với người tuổi Kỷ Hợi, bước sang năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Kỷ Hợi có tương lai tươi sáng, được các tinh trợ mệnh, mang đến những điều tốt đẹp. Người tuổi Kỷ Hợi có vận may về tiền bạc nhờ sự sáng suốt và thông minh của mình, đặc biệt, sự nghiệp sẽ mở ra những cơ hội phát triển lớn. Nếu nắm bắt tốt sẽ thăng tiến vững vàng và sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Có một câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta thường nghe, đó là thay vì đuổi theo ngựa, thà dùng thời gian đó để trồng cỏ, khi mùa xuân ấm áp cỏ tùm tốt tươi, ngựa sẽ theo về. Năm nay người tuổi Kỷ Hợi cần phát huy khả năng sáng tạo của mình để nắm bắt các cơ hội trong công việc, trí tuệ là biểu hiện thực tế của năng lực, đồng thời nó cũng phản ánh cách ứng xử của một người, người có trí tuệ thông minh luôn có sức hấp dẫn đối với người khác, và đương nhiên, tuổi Kỷ Hợi cần áp dụng điều này vào sự phát triển của mình trong năm nay, đặc biệt, chất lượng cuộc sống của người tuổi Hợi sẽ được cải thiện nhiều trong nửa đầu năm 2024 này. Bản mệnh không chỉ gặp được quý nhân che chở mà còn thu được nhiều lợi ích từ sự sáng tạo. Bởi vậy, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc, tạo dựng mối quan hệ tốt và xác định mục tiêu rõ ràng trước khi thực hiện các dự án, thì tài lộc sẽ ùn ùn kéo tới, giàu có vượt bậc trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024 này. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé. Đặc trưng tính cách người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, trong hệ tử vi đầu số, tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên gia đạo và sức khỏe của Kỷ Hợi sinh năm 1959, luận hung cát từng tháng của người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi Kỷ Hợi, màu sắc may mắn cho tuổi Kỷ Hợi trong năm 2024, chi tiết như sau. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là những người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ,
Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc, đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó siêng năng làm lụng. Nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm hạnh phúc, vẻ bề ngoài của tuổi Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì, nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Kỷ Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình, dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai, những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy tuổi Kỷ Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng, nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc ổn định. Theo luận giải, Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận chu đáo, mẫu mực kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão lý tưởng, là đặc tính của can Kỷ. Quý Bác mang mệnh bình địa mộc, cây ở đồng bằng, đặc trưng tính tình ngay thẳng, phóng khoáng có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao, mẫu người Kỷ Hợi ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học. Tuổi Kỷ Hợi thiên can mang chữ Kỷ, có các sao Vũ Khúc, Văn Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện, vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân. Nhờ vào sự tháo vát, chịu khó, chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá, nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ yêu mến, họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè, người này cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch, cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ, hoặc có biểu hiện bất lực buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông khích lệ rất nhiều. Tuổi Kỷ Hợi mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Những người tuổi Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công, mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, thì tuổi Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao, hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con người trong mắt mình vậy. Để đem lại may mắn và bình an về nhà, tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, nên thỉnh mặt Phật bản mệnh của mình. Đó là Phật A-di-đà, Ngài là tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. Phật A-di-đà giúp tuổi Kỷ Hợi gặp may mắn, bình an. Hóa giải vận hạn, Ngài phù trợ cho người tuổi này có trí tuệ hơn người, xóa bỏ phiền não, mệt mỏi, kiên cường gây dựng cơ đồ và hưởng đời an lạc. Phật bên cô bác độ trì cho cô bác để tránh tiểu nhân hãm hại, nếu có khó khăn thì có thể vượt qua, hướng đến sự nghiệp phát triển hơn, con đường rộng mở và tốt lành hơn. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, thuộc mệnh mộc, bình địa mộc, giải nghĩa nạp âm bình địa mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng. Năm 2024 thuộc mệnh hỏa, theo học thuyết ngũ hành, mệnh mộc của tuổi tương sinh với mệnh hỏa của năm, mộc sinh hỏa, thiên can Kỷ tương hợp với can giáp, địa chi Hợi bình hòa với thìn. Tổng quan lá số tử vi của tuổi Kỷ Hợi trong năm 2024 được đánh giá là rất đẹp. Năm 2024 tuổi Kỷ Hợi vừa tròn 66 tuổi âm lịch. Đây là độ tuổi bản mệnh cần sự nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bồi bổ cho sức khỏe, hạn chế làm việc quá sức, nên giữ cho tinh thần được thoải mái, đời sống an lạc vô tư. Cụ thể, xét phương diện sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Theo tử vi dự báo vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi trong nửa đầu năm Giáp Thìn này sẽ có nhiều khởi sắc,
mệnh chủ có thể tham gia vào các lĩnh vực đầu tư. Nếu có kiến thức tốt và sự tìm hiểu kỹ càng, công việc trong 6 tháng tới khá áp lực đối với người làm công, nhưng nếu kiên trì, chăm chỉ làm việc, thì tuổi Kỷ Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành quả, gia tăng thu nhập. Khi thành công đến, mệnh chủ không nên hiếu thắng, mà phải khiêm tốn gìn giữ thành quả của mình. Khi gặp thử thách cũng đừng vội nản lòng, chỉ cần bình tĩnh xử lý thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Với người kinh doanh, buôn bán và đầu tư, thông qua những mối quan hệ làm ăn xã giao, bản mệnh sẽ tiếp xúc được với nhiều nhân vật quyền lực. Có tên tuổi lớn trong lĩnh vực cô bác đang làm, bản mệnh có thể học hỏi được nhiều điều mới mẻ, mở mang tầm mắt và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thông qua những lần tương tác này. Bằng cách này, danh tiếng của cô bác sẽ được nâng cao hơn nữa, cô bác có thể lên được một vị trí vững chắc, tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tử vi tài lộc, tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Tài lộc trong 6 tháng đầu năm 2024 có phần kém sắc hơn so với năm 2023, có hứa hẹn bước phát triển lớn nào trong thời điểm này. Trong năm có chính tài trợ mệnh, đương số nên tập trung làm công việc chính để duy trì các nguồn thu chính, không nên quá vội vàng trong việc đầu tư kinh doanh, kẻo dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo lợi bất cập hại. Với người làm công ăn lương, cô bác sẽ phải trải qua một năm khá vất vả do những trục trặc bất ngờ thường xuyên xảy ra, mâu thuẫn với lãnh đạo, đối tác cũng khiến cho hiệu suất công việc sụt giảm. Một số người còn không tìm được cơ hội phát huy thế mạnh của mình, vì thế mà mức lương có thể vẫn sẽ dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà bi quan hoặc nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng, bản mệnh cần chăm chỉ làm việc để hoàn thành cho tốt trách nhiệm của mình. Như vậy thì bản mệnh vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng tương xứng dưới sự phù trợ của chính tài. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bản mệnh có thể bắt tay vào những công việc làm thêm. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là cô bác phải cân bằng được với các công việc chính. Dù muốn làm giàu đến mấy, cô bác cũng chớ nên ôm đồm công việc, kẻo khiến cơ thể mệt mỏi, mà kết quả công việc cũng sẽ không thể nào tốt được. Với người làm kinh tế, việc kiếm về lời lãi có thể trở nên khó khăn hơn so với khoảng thời gian trước đó. Hung tinh vong thần khiến cho các kế hoạch của bản mệnh gặp trục trặc liên tiếp, con giáp này có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại lúc nào không hay. Do đó, cô bác cần cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, nếu có ai đó rủ rê cô bác đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để kiếm lời nhanh chóng, thì cô bác cần hết sức thận trọng, không có món hời nào từ trên trời rơi xuống, chỉ có những cái bẫy răng sẵn chờ cô bác rơi vào mà thôi. Tiểu hao cũng cho thấy trong nửa đầu năm 2024 này, cô bác còn phải tốn kém nhiều tiền bạc cho các hoạt động xã giao hoặc thú vui mua sắm của mình. Các khoản xã giao là không tránh khỏi, song cô bác cũng phải cân đối chi tiêu, tránh mua sắm lãng phí, nếu có thể giảm bớt được số lần tụ tập, giao lưu thì nên giảm bớt. Tử vi tình cảm, gia đạo. Tuổi Kỷ Hợi nửa đầu năm 2024 là người lớn tuổi trong gia đình, tuổi Kỷ Hợi luôn cư xử đúng chuẩn mực, sống đức độ để làm gương cho con cháu, đây cũng là lối sống tạo nên truyền thống văn hóa cho gia đình. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Kỷ Hợi sẽ đón nhận những niềm vui bé nhỏ trong gia đình, các thành viên trong nhà càng đoàn kết, gắn bó bao nhiêu thì gia đạo thịnh vượng bấy nhiêu. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, mệnh chủ nên lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện thì sẽ được êm xuôi tốt đẹp, gia đạo hài hòa. Cát tinh hồng loan soi chiếu cũng đem lại một vài dấu hiệu trên phương diện tình cảm cho người độc thân. Trên thực tế, năm nay nhân duyên của bản mệnh khá vượng, cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp không phải là không có. Bản mệnh thường được người thân quen hoặc họ hàng giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Điều quan trọng là cô bác phải cởi mở để trò chuyện với đối phương thì mới nhận ra được những điểm tốt của người đó. Còn nếu cô bác cứ khép cửa trái tim thì dù có trò chuyện lâu đến đâu thì quan hệ cũng vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển. Tử vi sức khỏe tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. May mắn là người tuổi Kỷ Hợi không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng trên phương diện sức khỏe. Cô bác hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Nếu gặp phải chuyện gì căng thẳng trong cuộc sống, đừng quên chia sẻ với những người đáng tin cậy xung quanh mình, như vậy thì cô bác sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong 6 tháng đầu năm 2024 này, vẫn có lúc bản mệnh mắc bệnh, nhất là khi giao mùa hoặc khi có dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, hầu như đương số không mắc bệnh nghiêm trọng. Với người mắc phải bệnh mãn tính thì nên tuân thủ theo lời căn dặn của bác sĩ. Nếu thấy chữa trị chưa hiệu quả thì cũng chớ nên quá sốt ruột, bởi có thể công hiệu của thuốc sẽ phát huy từ từ. Cô bác chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, bình tĩnh chữa trị thì ắt sẽ thấy khỏe mạnh hơn.
Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Hợi 1959 thân mến, cũng đã sắp bước sang năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Kỷ Hợi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Kỷ Hợi nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Kỷ Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tý 1972, khá, Kỷ Mùi 1979, khá, Tân Mão 1951, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Mậu Tý 1948, khá, Tân Dậu 1981, khá, Đinh Mão 1987, khá, Kỷ Sửu 1949, trung bình, Bính Thân 1956, trung bình, Kỷ Hợi 1959, trung bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Kỷ Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tuất 1982, xấu, Đinh Tỵ 1977, xấu, Bính Tuất 1946, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Quý Mão 1963, xấu. Bản mệnh Kỷ Hợi nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé.
3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Cuộc sống trong tháng đầu tiên trong năm mới 2024 của con giáp tuổi Kỷ Hợi lên xuống thất thường, bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động khó lường. Tháng đầu năm mới người tuổi Kỷ Hợi cần phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động lễ lạc, giấy tờ, thủ tục, nên tình hình tài chính không mấy khả quan. Do đó, người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên dành tiền vào những khoản không cần thiết. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Được quý nhân tam hợp nâng đỡ, vận trình tháng 2 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi trên đà khởi sắc, bản mệnh mạnh dạn mưu sự lớn, hạ quyết tâm theo đuổi tới cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Có điều, ngũ quỷ hung tinh ảnh hưởng, bản mệnh cần đề phòng tiểu nhân ghen ăn tức ở, giờ trò mờ ám nhằm tranh quyền đoạt vị. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Kỷ Hợi đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực, thời cơ đến chủ động nắm bắt để biến ước mơ trở thành hiện thực. Tài vận ngày càng tăng tiến, những nỗ lực làm việc của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng bằng số thù lao tương ứng. Nhìn chung, làm nhiều hưởng nhiều, trời không phụ lòng người có công. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Về cơ bản, tháng 3 âm lịch không phải là thời điểm thuận lợi với người tuổi Kỷ Hợi, bản mệnh gặp nhiều điều không như ý trên nhiều phương diện của cuộc sống như sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên. Vì vậy, cô bác cần phải thay đổi thái độ sống tích cực hơn, đồng thời chú ý cách nói năng, hành xử của mình để không vướng thêm vào nhiều chuyện rắc rối. Nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy trạng thái tâm lý thiếu lạc quan của bản mệnh thích tự giải quyết công việc một mình, chứ không muốn cởi mở kết giao với người khác. Những suy nghĩ không tích cực khiến bản mệnh dễ lâm vào ngõ cụt khi vướng phải khó khăn. Tháng này, cô bác cũng thường xuyên mắc phải bệnh vặt, dù không nghiêm trọng, nhưng có thể sẽ kéo dài gây hao tiền tốn của, thân thể mệt mỏi, không có hứng thú bắt tay vào công việc. Vì vậy, cô bác cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đồng thời ăn uống và sinh hoạt điều độ, không sa đà vào những thú vui không lành mạnh. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Người mang tuổi Kỷ Hợi bước vào tháng 4 âm, sẽ trải qua một tháng có xu hướng đầu tư và mở rộng công việc kinh doanh. Mặc dù ban đầu có xuất phát từ việc tiêu pha tiền bạc, nhưng bản mệnh sẽ gặp được quý nhân tương trợ. Tuy nhiên, trong mặt gia đình, tháng này có thể đối mặt với một số khó khăn và tranh chấp, gây ảnh hưởng đến tình cảm và sự hòa thuận trong ngôi nhà, sức khỏe cũng không thuận lợi. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi khi bước vào tháng 5 âm sẽ đối mặt với khả năng thay đổi công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, cần chú ý đến những sự cố và phiền muộn trong ngôi nhà, cũng như việc tiêu tốn tiền bạc. Ngoài ra, cần lưu ý về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến huyết áp. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tử vi tuổi Kỷ Hợi dự báo đón may mắn trong công việc và gặp được quý nhân giúp đỡ trong tháng 6 âm này. Về mặt tài chính, việc mưu cầu thành công sẽ diễn ra dễ dàng. Ngoài ra, tình cảm gia đình sẽ khá tốt và mang đến những tin vui. Sức khỏe của bản mệnh sẽ duy trì ở mức khá tốt và ít gặp phải đau ốm. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. 1. Bình giải sao hạn cho nam mạng, tuổi Kỷ Hợi 1959. Xem tử vi trong năm 2024, tuổi Kỷ Hợi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Thủy Diệu là một sao trung tinh, mang cả tính tốt và tính xấu. Năm có sao này chiếu thì tài lộc dồi dào, làm ăn buôn bán thuận lợi, trong nhà có chuyện vui mừng. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, Kỷ Hợi nam mạng gặp hạn thiên tinh, gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Riêng với hạn này, có ốm đau mà làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi. Tiểu kết, được trung tinh chiếu mệnh, báo hiệu các phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi, nam mạng trong năm 2024, duy trì bình ổn, công việc làm ăn thuận lợi, kinh doanh buôn bán gặp may mắn, trong nhà có chuyện vui mừng. Tuy nhiên, có điểm thị phi đeo bám, cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo bị đàm tiếu sau lưng. Bên cạnh đó, hạn thiên tinh nhắc nhở nam tuổi Kỷ Hợi nên cẩn trọng với các vấn đề về sức khỏe, không nên chủ quan dù là những dấu hiệu bệnh vặt do thay đổi thời tiết, mệnh chủ nên đi khám định kỳ để nắm rõ tình trạng cơ thể mình. Năm này cuộc sống của nam tuổi Hợi 1959 được hạnh phúc, bình an, nếu mệnh chủ biết quý trọng sinh mệnh, hài lòng với thực tại, chỉ cần duy trì được trạng thái tích cực, lạc quan thì mọi chuyện sẽ được thuận lợi.
Cách hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác, mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật, mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. 2. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Kỷ Hợi 1959. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng gặp sao Mộc Đức. Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộn rã nụ cười ấm no. Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn về cả tinh thần cũng như vật chất. Sao này tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Tiểu kết, vấn đề duy nhất cần lưu ý trong năm là chú ý giữ an toàn cho bản thân khi đi lại, làm việc, đề phòng bệnh về xương khớp. Nữ mạng tuổi Kỷ Hợi năm 2024 may mắn được các tinh chiếu mệnh, đời sống tinh thần trong năm này có sự cải thiện đáng kể, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tuy vậy, hạn tam kheo nhắc nhở mệnh chủ nên giữ gìn sức khỏe của bản thân, năm nay chỉ duy trì những công việc nhẹ nhàng, thảnh thơi, thời gian còn lại bản mệnh hãy tu dưỡng tâm tính, cải thiện đời sống tinh thần để được sống an lạc, hạnh phúc. Phương diện gia đạo sẽ đón nhận nhiều tin vui tích cực, có thể là đón thêm thành viên mới hoặc gặp lại người thân phương xa. Quây quần bên con cháu, được quan tâm chia sẻ là niềm hạnh phúc tuổi già đối với nữ Kỷ Hợi. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp Kỷ Hợi gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đen vượng sự nghiệp. Màu đen giúp người tuổi Kỷ Hợi trở nên nghiêm túc, nỗ lực lăn xả hết mình, nhiệt tình giúp đỡ người khác.
Nhờ vậy mà bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khi khó khăn ắt có quý nhân hoặc người thân quen giang tay giúp đỡ. Màu đỏ, cam, vượng tài lộc. Hai màu này giúp bản mệnh duy trì được sự tập trung khi làm việc, bình tĩnh trong việc đầu tư kinh doanh, từ đó có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến nhiều người phải khâm phục. Màu xanh dương vượng tình duyên. Thực tế, bản mệnh thường được người thân quen hoặc họ hàng giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng trong năm này. Nếu sử dụng màu xanh dương thường xuyên trong các buổi gặp gỡ, bản mệnh sẽ gây ấn tượng tốt đẹp với người khác, tạo thêm cơ hội nên duyên với người như ý. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Kỷ Hợi, đỏ nâu, vàng tươi, hai màu này khiến người tuổi Kỷ Hợi khó duy trì được đầu óc tỉnh táo, thường xuyên ảo tưởng, từ đó dễ vướng phải những chiêu trò lừa gạt của đối thủ, dẫn đến cảnh hao tài tốn của. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng sẽ thường xuyên hành xử một cách độc đoán, bắt buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Quý vị thân mến, Phật gia có giảng rằng, vật tùy tâm chuyển, cảnh từ tâm tạo, mọi phiền não đều là do tâm mà sinh ra, vạn sự vạn vật trên đời đều là sự phóng chiếu của tâm hồn. Vậy nên vận mệnh của con người 90% không phải do sự tình quyết định, mà là tâm thái quyết định, một triết gia từng nói, hoặc là bạn khống chế sinh mệnh, hoặc là sinh mệnh khống chế bạn. Tâm thái của bạn sẽ quyết định ai là người cưỡi và ai là vật để cưỡi. Bạn không thể kéo dài được sinh mệnh, nhưng bạn có thể mở rộng được nó. Bạn không thể thay đổi được thời tiết, nhưng bạn có thể khống chế được tâm tình của mình. Bạn không thể khống chế được hoàn cảnh, nhưng bạn có thể điều chỉnh được tâm thái. Dưới đây là ba câu nói có thể giúp bạn đạt được tâm thái tốt nhất khi sống giữa cuộc đời đầy sóng gió này, càng về già càng thư thái, an nhàn. 1. Được mất tùy duyên. Xưa nay có được tất phải có mất, được nhiều thì mất nhiều, được ít thì mất ít, đều là sự trao đổi công bằng. Rất nhiều người đều mơ ước trúng số, nhưng thực tế cuộc sống sau khi trúng số lại không được như ý muốn. Có người từng thực hiện một cuộc điều tra xã hội, họ đã dành 10 năm để theo dõi sự thay đổi của một số người trúng số độc đắc. Những người trúng số thường là tầng lớp lao động bình dân, tưởng rằng có được tiền thì cuộc sống của họ sẽ được cải thiện, nhưng sau khi nhận được những khoản tiền kếch xù, cuộc sống của họ lại ngày càng sa sút, ăn chơi lãng phí. Họ hàng vay mượn tiền bạc, ly hôn, chuyển nhà, hầu hết đều trượt dốc vì họ không thể giải quyết ổn thỏa tiền bạc. Mọi thứ trên đời đều có cả mặt tốt và mặt xấu. Vì vậy, một người thực sự có trí tuệ cần hiểu rằng, được không có gì vui, mất không có gì buồn, đối mặt với bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống, đều có thể được mất tùy duyên, tâm không dao động. 2. Biết đủ thường vui. Trong Thái Căn Đàm có câu, tham đắc giả, phân kim hận bất đắc ngọc, phong công oán bất thụ hầu. Ý rằng, tâm người hữu hạn, nhưng ham muốn lại vô hạn, người có vàng vẫn muốn ngọc, có công tước mà vẫn nghĩ đến hầu tước, không sớm thì muộn, người mà có truy cầu vượt quá khả năng, vượt quá phúc phận của mình, thì trước sau đều gây họa. Vào thời nhà Minh, Ninh Vương Giang Tây Chu Thần Hào là con cháu hoàng thất, sống cuộc sống giàu sang, thế nhưng ông không an phận làm vương, lại muốn tiến thêm một bước trở thành hoàng đế, tiếc rằng, cuộc nổi loạn mới chỉ diễn ra 43 ngày đã bị tuần phủ Nam Cám Vương Thủ Nhân. Hay Vương Dương Minh, cùng Thái Thủ Cát An Ngũ Văn Định dẹp yên, Ninh Vương cuối cùng đã bị bắt giữ và được ban cho cái chết. Nghiêm Tung, 1480-1567, được Sử Sách Triều Minh liệt vào danh sách 6 đại gian thần của triều đại. Cha con gian thần Nghiêm Tung dùng quyền thế khuynh đảo thiên hạ trong 20 năm, khiến người người oán hận. Con trai của Nghiêm Tung là Nghiêm Thế Phiên cuồng vọng, cao ngạo đến cực điểm, thậm chí khi khoe khoang về bảo vật trong gia đình. Nghiêm Thế Phiên từng cười lớn mà nói, trong triều đình không ai giàu có bằng ta, Hoàng đế Thế Tông từ lâu đã không thuận mắt với cha con Nghiêm Tung, sau đó đã tìm cớ bãi chức ông ta. Con cháu và vây cánh đều bị phái đi biên ải, Nghiêm Thế Phiên trên đường đi đày trốn về quê làm đạo tặc, bị triều đình chém đầu, vì gia sản bị tịch thu, Nghiêm Tung không còn nhà để về. Sống trong sự phỉ nhổ của mọi người, 2 năm sau, Nghiêm Tung mắc bệnh nặng qua đời. Lúc Nghiêm Tung chết, thi thể được chôn mà không có quan tài, càng không có ai đến tiễn đưa. Có câu rằng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa, vậy hà cớ gì người ta không biết đủ, mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế, huống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa, cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì. 3. Muốn hồ đồ thật khó. Nan đắc hồ đồ, muốn hồ đồ thật khó, là một câu nói khá nổi tiếng của Trịnh Bản Kiều, một thư họa ra đời Thanh. Tác giả từng chú thích về câu nan đắc hồ đồ rằng, thông minh khó, hồ đồ khó, từ thông minh hóa thành hồ đồ càng khó, buông tay ra, lùi một bước, tâm sẽ an yên, sau này cũng không mong được đền đáp. Có người nói, nhân sinh có hai sự kiện,
tỉnh táo làm việc, hồ đồ làm người. Hồ đồ là một loại tâm thái, cũng là một loại tu vi. Trong mắt của Khổng Tử, hồ đồ chính là trung dung. Trong mắt người già, hồ đồ là vô vi. Trong mắt Trang Tử, hồ đồ lại là tiêu dao. Rất nhiều việc tốt hơn là không nên biết, không cần phải linh hoạt, cũng không cần phải quá hiểu rõ. Thật ra cuộc đời vốn là hồ đồ. Vui vẻ và hạnh phúc đều được giấu trong sự hồ đồ này. Một khi thức tỉnh, thì tất cả những hạnh phúc và vui vẻ cũng sẽ tan thành mây khói. Con người sống trên thế gian, đôi lúc chúng ta chỉ cần sống hồ đồ một chút, mắt nhắm mắt mở mà nhìn đời, như vậy là bỏ qua cho bản thân, cũng là bỏ qua cho người khác. Phàm những người lúc nào cũng tính toán, đa phần cuộc sống không vui vẻ, hồ đồ với bạn bè, không toan tính mới bền lâu. Hồ đồ với người yêu, cho hai người có không gian tự do, hồ đồ với tiền tài lợi lộc, không đau, không tức, hồ đồ với tình người, lương tâm không cắn rứt, hồ đồ với những tin đồn vô căn cứ, không mệt đôi tai, đường đời cần phải hồ đồ mà đi qua vui vẻ mà sống, biết đủ thường vui. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.